Vụ án chuyến bay giải cứu, tổng số tiền nhận hối lộ lên tới 165 tỷ đồng. Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam đề xuất cắt Internet cho những ai chống đối trên mạng. VinFast nói sẽ khởi công xây nhà máy ở Mỹ vào cuối tháng 7. Ukraine nói các cuộc tấn công của Nga nhắm vào sự ổn định toàn cầu. Thủ lĩnh Prigozhin tuyên bố Wagner thôi chiến đấu ở Ukraine. Putin không dự thượng đỉnh BRICS, Nam Phi bớt khó xử. Các đợt nắng nóng thiêu đốt từ Mỹ tới châu Âu, châu Á. Cơ quan tố tụng của Việt Nam cáo buộc 21 cựu quan chức trong vụ chuyến bay hồi hương người Việt về nước giữa đại dịch COVID-19 nhận hối lộ hàng trăm lần với tổng số tiền 165 tỷ đồng và chỉ khoảng một nửa trong số đó đã được các bị cáo nộp lại, theo truyền thông trong nước. Các quan chức này nằm trong số 54 người đang bị đưa ra xét xử ở Hà Nội từ ngày 11 tháng 7 vì bị cáo buộc đưa nhận hối lộ, chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ trong số các tội danh khác trong vụ án được gọi là chuyến bay giải cứu liên quan đến 5 bộ ngành trong chính phủ Việt Nam. Theo thống kê của Viện Kiểm sát đến ngày 18 tháng 7, 54 bị cáo trong đại án đã trả lại số tiền được gọi là khắc phục hậu quả gần 130 tỷ đồng và 1,5 triệu đô la, theo VTC News. Riêng nhóm bị cáo nhận hối lộ, trong đó có cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Trung Kiên và cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, nộp lại gần 90 tỷ đồng. Ông Kiên bị cáo buộc nhận hơn 42 tỷ đồng, số tiền nhận hối lộ lớn nhất trong đại án, và đối diện với mức án bị đề xuất cao nhất là tử hình. Ông này đã nộp lại 35 tỷ đồng và đang nộp thêm số tiền khắc phục 8 tỷ đồng còn lại, theo VTC News. Còn ông Dũng, quan chức cao cấp nhất trong vụ án này, bị cáo buộc nhận hơn 21 tỷ đồng và đã trả lại 16 tỷ đồng, theo VN Express. Cựu Thứ trưởng Ngoại giao này bị đề xuất mức án lên đến 13 năm tù. Cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Lan Hương, người bị cáo buộc nhận hơn 25 tỷ đồng tiền hối lộ và đối diện mức án lên đến 19 năm tù, mới trả lại 900 triệu đồng, theo báo Tuổi Trẻ. Vụ tham nhũng khi tổ chức các chuyến bay giải cứu công dân cùng với vụ nâng khống giá kit xét nghiệm COVID là hai đại án xảy ra trong đại dịch, khiến nhiều người dân trong nước và ngoài nước phẫn nộ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng hai Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam được cho là đã bị buộc phải từ chức vì những trách nhiệm liên quan tới các đại án này. Nhà chức trách Việt Nam đang cân nhắc sẽ cắt Internet đối với những ai bị cho là vi phạm pháp luật khi đưa thông tin lên mạng, một sự leo thang kiểm duyệt đối với môi trường mạng vốn đã hà khắc ở quốc gia này. Đây là một trong 11 điểm mới trong một nghị định mới về quản lý thông tin trên mạng, được Bộ Thông tin Truyền thông soạn thảo và đưa ra lấy ý kiến người dân. Tờ trình của Bộ gửi báo cáo chính phủ cho biết nhà cung cấp Internet sẽ bị yêu cầu ngừng hoặc tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với tổ chức cá nhân có nội dung bị cho là vi phạm pháp luật trên không gian mạng, VN Express đưa tin. Biện pháp này được xem là một cách xử lý nhanh đối với những ai dùng Internet để đưa lên điều bị cho là nội dung chống phá đảng và nhà nước. Việc chặn ngay từ nguồn phát tán thông tin sẽ giúp giảm thời gian và nguồn lực của nhà chức trách trong việc rà soát và gỡ bỏ từng nội dung như cách làm hiện nay, Bộ nói. Ngoài ra, các nhà cung cấp Internet cũng phải ngăn chặn gỡ bỏ nội dung dịch vụ ứng dụng được cho là sai phạm theo yêu cầu của Bộ trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi nhận được lệnh. Các trang, nhóm, kênh, tài khoản đưa nội dung vi phạm sẽ bị khóa tạm thời hay vĩnh viễn. Nghị định mới này cũng sẽ siết chặt việc quản lý người dùng trên các mạng xã hội mà theo đó, các chủ tài khoản phải cung cấp số điện thoại di động để xác thực tài khoản, và đó phải là số điện thoại di động ở Việt Nam. Giới chức Việt Nam lâu nay vẫn buộc các mạng xã hội như Facebook, YouTube hay TikTok phải chặn hay gỡ xuống những nội dung mà họ cho là độc hại hay có tính chống đối chính quyền. Hãng sản xuất ô tô điện VinFast của Việt Nam cho biết họ sẽ khởi công xây dựng nhà máy đầu tiên tại Mỹ vào cuối tháng 7, sau một khoảng thời gian trì hoãn. Nhà máy sẽ được đặt tại khu công nghiệp Triangle Innovation Point thuộc hạt Chatham, bang North Carolina, và là nhà máy sản xuất xe điện đầu tiên tại bang này. Bà Lê Thị Thu Thủy, chủ tịch VinFast, được truyền thông trong nước dẫn lời nói trong một thông cáo rằng đây là dự án trọng điểm của VinFast và sẽ là nơi cung cấp chính các sản phẩm của VinFast cho thị trường Bắc Mỹ sau khi đi vào hoạt động.
Trước đó, VinFast dự định đưa nhà máy ở Mỹ vào hoạt động từ năm 2024. Nhưng với kế hoạch xây dựng bị trì hoãn thì phải đến năm 2025, cơ sở này mới đi vào hoạt động. Việc xin các giấy phép đã khiến quá trình này bị trì hoãn. Kế hoạch xây nhà máy ở Mỹ của VinFast đã được Tổng thống Joe Biden hoan nghênh vào tháng 3 năm 2022 khi VinFast loan báo kế hoạch. Tuy nhiên, vào tháng 5 năm nay, kế hoạch xâm nhập thị trường Mỹ của VinFast gặp trở ngại khi họ phải thu hồi toàn bộ số xe đã bán ra trong số 999 chiếc VF8 đầu tiên mà họ đưa sang Mỹ sau khi Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường Cao tốc Quốc gia Hoa Kỳ đưa ra cảnh báo an toàn đối với lỗi phần mềm trên màn hình bảng điều khiển xe, khiến thông tin an toàn quan trọng không hiển thị và có thể làm tăng nguy cơ va chạm. Thành phố Thủ Dầu Một có một quán cơm đặc biệt mang tên Nụ Cười Bình Dương. Thực khách đều là người có thu nhập thấp, cụ già neo đơn, người bán vé số, lao động khó khăn. Phần ăn ở đây đầy đủ rau, cá, thịt, chỉ với mức giá là 2.000 đồng. 2, 2, 4, 6 là sơ chế, rồi 3, 5, 7 mới bán, chứ còn giờ dưới là gán khắc phục khó khăn là sắp tới là mình phải đổi hướng. Từ hiện nay là bà con người ta cũng là khó khăn quá, cho nên là đổi là tính làm thêm. Nhưng mà vấn đề mà những người hỗ trợ từ thiện thì người ta cũng ít, cũng khoảng có 10 người, cho nên là cô chưa có bày ra thêm được. 10 người ở đây, đó là những nhân viên được tăng cường đến phụ bếp từ phía đơn vị tài trợ cho quán ăn này. Trời ơi, quá tốt rồi. Chứ giờ ai bán cho em 2.000, ăn kìa, thịt gà có, thịt heo có, rồi, nói chung là ăn ngon. Phần cơm đồng giá 2.000 chỉ là số tiền mang tính tượng trưng. Theo nhận xét của cụ ông Trần Văn Chánh, thì người lao động đã có được một bữa trưa no, hỗ trợ phần nào cho việc tiết kiệm chi tiêu của bản thân trong giai đoạn kinh tế khó khăn. Bên dây số, dân làm công ty ở nhà trọ, họ khổ lại đây. Nói đúng là bữa vậy bữa khác cũng được, có bữa là nấu cũng hơi mặn. Với gạo thì nói đúng gạo thì đây có vậy thì gạo nó có một khi thì có khi ngon, có khi không ngon. Mình đâu có 2.000 đâu hỏi gì. Trao đi nụ cười là trao đi niềm vui, niềm hy vọng. Bà Nguyễn Thị Mai giải thích vậy về cái tên của quán. Mấy cô là cái quan niệm là người ta đã khổ rồi, tới đây để mà phải dù người ta nghèo khổ, thì tới đây lúc nào cái mình cũng phải là tiếp xúc với người ta, thì mình cũng phải gán. Có nghĩa là mình phải là lúc nào cũng phải nở nụ cười với bà con, cho người ta đừng có cái mặc cảm. Quán cơm xã hội Nụ Cười Bình Dương tọa lạc ở địa chỉ số 551, đường 30 tháng 4, khu phố 8, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một. Quán phục vụ các phần cơm trưa ăn tại chỗ với giá chỉ là 2.000 đồng. Nga phát động một cuộc không kích trên diện rộng vào thành phố Odessa của Ukraine hôm 19 tháng 7 trong đêm thứ hai liên tiếp, một cuộc tấn công mà nhà chức trách gọi là khủng khiếp nhằm phá hủy khả năng vận chuyển ngũ cốc của Ukraine từ các cảng của nước này. Quân đội cho biết cuộc tấn công đã đánh trúng một kho chứa ngũ cốc và dầu, làm hư hỏng các bồn dầu và thiết bị bốc rỡ hàng hóa, gây ra hỏa hoạn tại cảng và tại một nhà kho thương mại ở ngoại ô Odessa. Cơ quan khẩn cấp địa phương đã công bố đoạn phim cho thấy thiệt hại tại một nhà kho trên khu chợ thương mại cây số thứ 7 ở ngoại ô Odessa. Reuters có thể xác nhận địa điểm là Odessa từ vị trí của các tòa nhà, bãi cỏ và màu sắc của mái nhà nhìn thấy trong video, phù hợp với hình ảnh vệ tinh của khu vực. Bộ cơ sở hạ tầng Ukraine đã công bố những hình ảnh cho thấy một máy xúc ngũ cốc và một silo bốc cháy. Bộ chỉ huy quân sự miền Nam Ukraine cho biết Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng cảng của Odessa. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 19 tháng 7 tố cáo các cuộc tấn công của Nga vào các cảng và cơ sở hạ tầng của Ukraine là nhắm vào sự ổn định toàn cầu. Ông Zelensky đã phát biểu như vậy trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ireland Leo Varadkar nhân chuyến thăm Kiev của ông Varadkar. Ông Varadkar nói tương lai của Ukraine là ở Liên hiệp châu Âu và Nga không được phép thành công trong cuộc xâm lược. Привет, парни!
Thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga, ông Yevgeny Prigozhin, xuất hiện trong một video công bố hôm 19 tháng 7, chào mừng các chiến binh Wagner tới Belarus và nói với họ rằng giờ đây họ không còn phải tham gia vào cuộc xung đột tại Ukraine nữa, nhưng ra lệnh cho họ tập trung sức lực vào châu Phi. Cuộc binh biến thất bại của nhóm Wagner hôm 23-24 tháng 6 được phương Tây xem là một thách thức đối với sự cai trị của Tổng thống Vladimir Putin, cho thấy sự yếu kém của người đứng đầu Điện Kremlin, nay đã 70 tuổi, và sự căng thẳng của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Đoạn video được Wagner đăng tải trên Telegram là bằng chứng video đầu tiên về tung tích của ông Prigozhin kể từ sau cuộc binh biến. Reuters chưa thể xác minh tính xác thực của video này, nhưng trong video, một người đàn ông có giọng nói và phát âm tiếng Nga y hệt ông Prigozhin lên tiếng chào mừng các chiến binh Wagner. Kể từ khi ông Prigozhin được nhìn thấy rời khỏi thành phố Rostov của Nga hôm 24 tháng 6, số phận của ông đã trở thành một điều bí ẩn sau khi ông bị Tổng thống Putin xem là kẻ phản bội. Ông Prigozhin nói tập đoàn lính đánh thuê Wagner có 25.000 binh sĩ, chưa rõ kế hoạch sắp tới của Wagner sẽ như thế nào. Nam Phi thoát khỏi tình trạng khó xử sau thông báo của Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS tại Nam Phi vào tháng 8, theo nhận định của một nhà phân tích chính trị. Thay vào đó, Nga sẽ cử đại diện bởi Ngoại trưởng Sergey Lavrov tại nghị thượng đỉnh ở Johannesburg cùng với các nhà lãnh đạo của Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, văn phòng Tổng thống cho biết trong một tuyên bố. Nam Phi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan trong việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh vì với tư cách là thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC, về mặt lý thuyết, họ sẽ phải bắt giữ ông Putin, người bị tố cáo phạm tội ác chiến tranh khi ông Putin tới đây tham dự. Nhà kinh tế chính trị Ronak Gompandas nói việc ông Putin không tham dự hội nghị cho phép chính phủ Nam Phi duy trì vị thế là một chính phủ tôn trọng pháp quyền. Ngày 19 tháng 7, Điện Kremlin tuyên bố Nga không đảm bảo Nam Phi rằng việc bắt giữ Tổng thống Vladimir Putin theo chat của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC sẽ có nghĩa là chiến tranh. Ngay sau bình luận của Điện Kremlin, Nam Phi loan báo ông Putin sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm các quốc gia BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc ở Nam Phi vào tháng 8 theo thỏa thuận chung. ICC cáo buộc ông Putin và ủy viên phụ trách trẻ em của ông là bà Maria Lvova-Belova về tội ác chiến tranh trục xuất trẻ em từ Ukraine sang Nga, điều mà Moscow bác bỏ là sai trái. Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã gặp ông Putin tại Saint Petersburg, Nga vào tháng trước trong khuôn khổ sứ mệnh hòa bình của châu Phi tới Ukraine và Nga. Nhu cầu điện ở Texas đạt mức cao kỷ lục trong ngày thứ hai liên tiếp hôm 18 tháng 7 khi các hộ gia đình và doanh nghiệp tận dụng tối đa máy điều hòa vì cái oi bức gay gắt của đợt nắng nóng khốc liệt. Các nhà khí tượng học tại AccuWeather dự báo nhiệt độ cao ở Houston, thành phố lớn nhất ở Texas, sẽ đạt ít nhất 37,8 độ C mỗi ngày kể từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 7. Một bảng điện tử khổng lồ ở Phoenix, Arizona hôm 18 tháng 7 ghi nhận nhiệt độ là 43 độ C. Ý đã đặt 23 thành phố trong tình trạng báo động đỏ vì lo ngại nhiệt độ có thể lên tới 46 độ C vào ngày 19 tháng 7, một trong những điểm nóng toàn cầu khi làn sóng nhiệt độ cực cao, cháy rừng và lũ lụt tàn phá từ Hoa Kỳ đến Trung Quốc. Một đợt nắng nóng gay gắt đã tấn công miền Nam châu Âu trong mùa du lịch cao điểm mùa hè, phá vỡ các kỷ lục bao gồm cả Rome và đưa ra cảnh báo về nguy cơ tử vong và đau tim gia tăng. Cháy rừng đã bùng phát trong ngày thứ ba ở phía tây thủ đô Athens của Hy Lạp. Máy bay ném bom nước hoạt động từ tờ mờ sáng và lính cứu hỏa làm việc suốt đêm để ngăn chặn ngọn lửa không lan tới các nhà máy lọc dầu ven biển. Tại Ấn Độ, lũ quét, sạt lở đất và tai nạn liên quan đến mưa lớn đã giết chết hơn 100 người ở miền Bắc nước này kể từ khi bắt đầu mùa mưa hôm 1 tháng 6, nơi lượng mưa cao hơn 41% so với trung bình. Tại Pakistan, ít nhất 11 công nhân xây dựng đã thiệt mạng hôm 19 tháng 7 khi một bức tường đổ sập, cảnh sát cho biết. Các công nhân xây dựng đang ở trong một chiếc lều tạm trú để trú mưa thì bức tường đổ xuống đè chết, cảnh sát cho hay. Mùa mưa năm ngoái đã gây ra lũ lụt chưa từng có ở quốc gia Nam Á này, khiến 1.700 người thiệt mạng và thiệt hại hàng tỷ đô la. Tại Bắc Kinh, nơi tuần này tiếp đón đặc phái viên về khí hậu của Hoa Kỳ John Kerry để đàm phán, nhiệt độ vẫn ở mức trên 35 độ C trong ngày thứ 28 liên tiếp. Các đợt nắng nóng vào mùa hè này với nhiệt độ lên tới 53 độ ở thung lũng chết của California và hơn 52 độ ở phía tây bắc Trung Quốc xảy ra đồng thời với các vụ cháy rừng từ Hy Lạp đến dãy núi Alps của Thụy Sĩ và lũ lụt chết người ở Ấn Độ và Hàn Quốc. Các hiện tượng này đã tăng thêm tính cấp bách cho các cuộc đàm phán trong tuần giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, hai nước gây ô nhiễm khí nhà kính hàng đầu thế giới.
đặc phái viên về khí hậu Hoa Kỳ John Kerry đã gặp các quan chức Trung Quốc tại Bắc Kinh và bày tỏ hy vọng rằng sự hợp tác về khí hậu có thể định hình lại mối quan hệ đang gặp khó khăn giữa hai cường quốc. Trong những thời khắc thay đổi, khi thế giới dường như không chắc chắn, và những gì chúng ta nghe không phản ánh đúng những gì chúng ta thấy, chúng ta tìm kiếm sự thật. Khi chúng ta chỉ được biết một phần của câu chuyện, chúng ta mất niềm tin. Trong những thời khắc khủng hoảng, hoài bão, hy vọng và ước nguyện của chúng ta về một ngày mai tươi sáng hơn phụ thuộc vào một nền báo chí tự do. Tại Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, chúng tôi mang đến cho bạn những câu chuyện mà người ta bất chấp rủi ro để nhìn thấy. Chúng tôi kết nối thế giới và đoàn kết thế giới bằng sự thật. Tại Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, chúng tôi cho bạn thấy bức tranh toàn cảnh. Hàng ngàn tín đồ Công giáo gốc Việt đổ về nhà thờ Chánh tòa quận Cam ở Little Sài Gòn, miền Nam California của Mỹ, để tham dự Đại hội Thánh mẫu La Vang kỳ 2 vào cuối tuần qua. Các linh mục, giám mục, tu sĩ nam nữ cùng các hội đoàn Công giáo tại Mỹ và từ các quốc gia khác cũng tề tựu về đây tham dự các thánh lễ chữa lành, thánh lễ đại trào, hội thảo Công giáo, rước kiệu thánh thể và Thánh mẫu La Vang, vân vân, trong tâm tình tri ân, học hỏi và chia sẻ niềm vui tín ngưỡng cùng nhiều giáo dân Công giáo gốc Việt từ khắp nơi trên thế giới. Đây cũng là dịp để ông bà con cháu gốc Việt trong vùng Lido Sài Gòn có dịp chia sẻ đời sống đức tin với nhau, đặc biệt là khi niềm tin vào Đức Mẹ La Vang, người đã nhiều lần hiện ra với các giáo hữu ẩn trốn tại khu rừng La Vang năm 1798 ở Quảng Trị, Việt Nam, với hình hài của người mẹ bồng con, theo lời kể lại, đã giúp họ vượt qua nhiều cơn khủng hoảng tinh thần và gian nguy. Tôi được đi một thái thành đặt đây được chữa lành. Từ lúc đó tôi rất là xúc động và rơi nước mắt. Tôi rất là sung sướng và rất là trông cậy nơi mẹ La Vang. Như tôi đã trông cậy Đức Mẹ La Vang trong thời gian cam khổ ở Việt Nam. Ông Trị là một cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, từng bị tù cải tạo 13 năm. Và hôm nay, ông cùng con cháu đến tham dự Đại hội Thánh mẫu La Vang. Thật ra con cảm thấy rất vui. Đây có lẽ là một trong những buổi hòa nhạc lớn nhất mà con chơi từ trước đến giờ trước đông đảo khán giả. Và để chơi nhạc cho những người quan trọng như Đức Giám Mục thì rất quan trọng đối với con. Điều này cũng giúp phát triển niềm tin của con. Con hy vọng có nhiều bạn trẻ tham gia hơn và chơi nhạc cho những sự kiện lớn như vậy, hoặc chơi cho những buổi lễ nhỏ hơn cũng được, thì điều này sẽ giúp đỡ rất nhiều cho cộng đồng. Diễn ra trong hai ngày 14-15 tháng 7 năm 2023, Đại hội Thánh mẫu La Vang ở quận Cam thu hút hàng ngàn giáo dân Công giáo từ khắp nơi trên thế giới, với nhiều chương trình thánh lễ, hội thảo long trọng, góp phần xây dựng và hàn gắn niềm tin Công giáo của nhiều tín đồ tham dự. Đại hội Thánh mẫu La Vang ở quận Cam năm 2024 sẽ diễn ra vào ngày 12-13 tháng 7 năm sau. Một buổi văn nghệ và giới thiệu sách mới của Văn bút Việt Nam hải ngoại miền Đông Hoa Kỳ ở ngoại ô thủ đô Washington. Sau hơn 2 năm đại dịch Covid, không ít thói quen sinh hoạt của cộng đồng đã mai một. Những sinh hoạt văn học như thế này đang góp một phần không nhỏ trong việc phục hồi và đa dạng hóa các hoạt động văn hóa văn nghệ trong đời sống tinh thần của những gia đình gốc Việt sinh sống trong vùng. Những chương trình như thế này đang ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ của mọi người. Tôi là người ngoài văn bút, nhưng mà tôi rất thích những hoạt động văn bút. Thì những hoạt động như cái buổi ra mắt sách của Hồng Vân hôm nay
là những hoạt động chúng ta nên phát huy để mà phát triển cái sinh hoạt cộng đồng vùng này. Khu vực thủ đô Washington với khoảng 70.000 người gốc Việt sinh sống là nơi có đời sống văn học tiếng Việt khá phong phú. Bên cạnh những buổi ra mắt sách mới thì các hội đoàn khác nhau còn thường xuyên tổ chức những chương trình trao đổi văn học, ngâm thơ hay một số chương trình văn hóa có gian hàng giới thiệu sách văn học tiếng Việt. Đây là những hoạt động mà các tổ chức hướng tới cộng đồng. Còn riêng tại các hội đoàn văn bút và các tủ sách thì còn có thêm các sinh hoạt khác của hội viên. Những người nào mà hội viên và hội văn bút đó thì rất là hoạt động. Họ viết thơ, họ đăng trên văn bút, đăng trên cái website của văn bút, rồi họ truyền cho nhau qua email. Để những tác phẩm mới của các tác giả và những tủ sách có thể tiếp cận với bạn đọc, thì cộng đồng người Việt cũng thành lập một phòng đọc sách tiếng Việt ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ. Bên cạnh đó còn có những nỗ lực đưa các tác phẩm có giá trị vào hệ thống thư viện công trên khắp nước Mỹ, giúp những độc giả yêu thích và muốn tìm hiểu về văn học cùng văn hóa Việt Nam có thể dễ dàng tìm đọc ở bất kỳ đâu. Cái thế hệ đi trước thì muốn trao truyền lại cho những thế hệ đi sau những cái lịch sử văn hóa, và mong muốn là tiếng Việt mình sẽ còn giữ mãi mãi với thời gian. Chúng tôi ước mong là các em, khuyến khích các em để ý đến tiếng Việt, để ý đến nguồn gốc mình một chút, để khi mà các em có gia đình, có con cháu thì các em luôn luôn nhắc nhở con cháu là chúng mình là dân Việt, để nòi giống của mình được trường tồn và cái văn hóa của mình sẽ được bảo vệ mãi mãi dù là sống bất cứ nơi nào xa quê hương. Với nỗ lực bền bỉ của nhiều hội đoàn và cá nhân khác nhau, trong nhiều năm qua, hàng trăm đầu sách của các tác giả hải ngoại và cả những tác phẩm có giá trị của các tác giả trong nước bị chính quyền Cộng sản Việt Nam cấm đoán đã được in và phát hành tới tay bạn đọc yêu mến văn học tiếng Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ nói riêng và ở hải ngoại nói chung. Việc khuyến khích thu hút các bạn trẻ ở hải ngoại đến với văn học Việt tất nhiên là một chặng đường dài và khó khăn, nhưng vẫn đang được nỗ lực thực hiện bởi nhiều hội đoàn và cá nhân ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Và thành quả một phần thể hiện ở số lượng đầu sách tiếng Việt đang ngày một nhiều hơn tại khắp các thư viện công trên đất Mỹ. Cửa hàng của Christine Dongu bán quần áo, khăn tắm và các hàng hóa khác do Trung Quốc sản xuất. Trong nhiều năm, công việc kinh doanh thuận buồm xuôi gió. Nhưng Dongu nói rằng cô bắt đầu mất khách sau khi những người nhập cư Trung Quốc chuyển đến và mở các cơ sở kinh doanh với mức giá thấp hơn. Bạn sẽ ngồi trong cửa hàng của mình, điều hành công việc kinh doanh của mình như bình thường. Và sau đó, bạn sẽ thấy những người Trung Quốc đến mang theo hàng mẫu và nói với bạn rằng chúng tôi đang bán sản phẩm này ở thị trường này. Vì vậy, với tư cách là một doanh nhân, một nhà nhập khẩu, điều đó đã ảnh hưởng đến bạn như thế nào? Bạn đã bị hất cẳng ra khỏi chuỗi kinh doanh. Rất nhiều thương nhân như Dongu phụ thuộc vào khu chợ này, thường được gọi với cái tên là Kamukunji để kiếm sống, nhưng nhiều người đã bị buộc phải nghỉ việc. Hiệp hội thương nhân địa phương và một nhóm có tên là Bảo vệ vốn bản địa cho biết các thương nhân Kenya đang giao dịch ít hơn. To see one container of goods being offloaded in Kamukunji, it will take giờ mất khoảng 1 hoặc 2 tuần để dỡ một container hàng hóa ở Kamukunji. Trước khi vấn đề này bắt đầu trở nên tồi tệ hơn, mỗi tuần chúng tôi dỡ được 5 tới 10 container. Start getting worse. We were offloading 5 or 10 container in a week. Các nhà nhập khẩu Kenya cho biết các doanh nghiệp thuộc sở hữu của công dân Trung Quốc có lợi thế không công bằng vì họ được miễn nộp một số thuế nhập khẩu và có thể đưa ra mức giá thấp hơn. Do đó, các thương nhân đang kiện chính phủ Kenya cho rằng nhà nước đã không bảo vệ họ khỏi cái mà họ gọi là cạnh tranh không lành mạnh. Các thương nhân muốn chính phủ ngừng cấp giấy phép lao động và kinh doanh cho công dân Trung Quốc. Người Trung Quốc không thể bao trọn từ khâu sản xuất ở Trung Quốc cho tới phân phối ở Kenya, đồng thời chiếm luôn mảng buôn bán lẻ. Cần phải ngăn chặn việc này. This is what we are saying also requires to be stopped under the law. Chính quyền Kenya vẫn chưa hồi đáp vụ kiện này vốn đã được gửi đi từ hồi tháng 5. Trong khi đó, một số người tiêu dùng cho biết họ thích đi mua sắm tại China Square. I like that everything is under one. Tôi thích mọi thứ ở chung một chỗ như thế này, tiện hơn nhiều.
bạn không cần phải di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Thêm vào đó, giá cả cũng rất phải chăng cho những mẫu mã mà họ bày bán. Đạo luật xúc tiến đầu tư của Kenya ban hành năm 2004 yêu cầu đầu tư của người nước ngoài phải mang lại lợi ích cho đất nước thông qua các điều khoản như việc làm mới, chuyển giao kỹ năng và sử dụng vật liệu hoặc dịch vụ địa phương. Modeste Olochukwu, một bà mẹ 4 con người Nigeria, là một đầu bếp tại gia điêu luyện. Danh sách mua sắm của bà ấy luôn chứa thực phẩm làm từ da bò hoặc các loại da khác. Người dân địa phương gọi nó là pomo. Nhưng bà nói bà đã cắt giảm món ăn yêu thích của mình trong bối cảnh nỗi sợ hãi về bệnh than tăng cao, bùng phát ở Bắc Ghana, nơi giáp danh với Togo và Burkina Faso. Các chuyên gia y tế in Nigeria đã gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng da bò có thể mang vi khuẩn có khả năng gây chết người. Tôi vẫn còn ăn pomo, nhưng không thường xuyên nữa. Khi nào mà thịt bò đắt, pomo rẻ hơn thì tôi ăn pomo. Bệnh than được tìm thấy ở động vật móng guốc hoang dã và cả ở thú nuôi. Con người thường tiếp xúc với nó thông qua việc xử lý động vật hoặc da động vật. Nếu không được điều trị, nó có thể gây ra bệnh nặng và thậm chí tử vong. Nguy cơ lây nhiễm cao ở Nigeria, nơi da động vật được coi là một món ăn ngon, mang tính văn hóa. Tiến sĩ Regina Adulukba, giám đốc dịch vụ thú y liên bang vùng thủ đô cho biết, kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở Ghana, chính phủ Nigeria đang tăng gấp đôi nỗ lực để ngăn chặn căn bệnh này xâm nhập. Chúng tôi có buôn bán giao thương với Ghana, vậy nên khả năng loại virus này xâm nhập vào Nigeria là rất cao, vậy nên chúng tôi cần phải báo động các bên liên quan, cánh lái buôn vật nuôi và những người hành nghề giết mổ. Jubri Mohamed, một nhà kinh doanh da bò, cho biết nhu cầu về món pomo tại các thị trường địa phương đã bắt đầu chậm lại kể từ sau cảnh báo của chính phủ. Tôi nhận thấy số người mua pomo đã giảm so với trước kia. Tôi nghĩ rằng trong vòng 3 tuần trở lại đây, buôn bán khá chậm. Các triệu chứng bệnh than bao gồm ho nhẹ, sốt, đau cơ và các vấn đề nghiêm trọng về phổi. Mặc dù chưa có trường hợp nào được ghi nhận ở Nigeria, nhưng tiến sĩ Ejike Oruchi trên phương diện sức khỏe cộng đồng đã kêu gọi sự thận trọng. Cần phải đảm bảo rằng người dân nhận thức đầy đủ cũng như có những bước phòng tránh, và quan trọng nhất là khuyến cáo người dân không ăn thịt thú rừng và pomo. Vaccine bào tử bệnh than là cách rẻ nhất và dễ dàng nhất để ngăn ngừa bệnh ở vật nuôi. Chính phủ đang kêu gọi các hộ nông dân tiêm phòng cho vật nuôi của mình để ngăn chặn căn bệnh này xâm nhập vào đất nước. Welcome to English in a Minute. Storms are weather events with rain, lightning, thunder, and wind. But what could this expression mean? Let's find out. Take the world by storm. How's the ukulele coming along? Ready to take the world by storm? Well, maybe just the learn English with ukulele world, Jonathan. Is that world even out there, Anna? I will find it. A is for apple. B. If you take the world by storm, you are really good at something. People notice your work and like it. You can take many worlds by storm, even the English teaching with a ukulele world. And that's English in a Minute.